Cũng nhân dịp đặc biệt này, MobiFone áp dụng chuỗi chương trình ưu đãi nhằm tri ân người dùng trong suốt tháng 4 với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Theo đó, thuê bao là thành viên của chương trình kết nối dài lâu sẽ có cơ hội nâng hạng thành viên trước kỳ hạn và nhận được hàng ngàn voucher mua sắm miễn phí trên Tiki, GrabMart, voucher xem phim từ CGV. Với chương trình 29 năm bứt phá cùng MobiFone diễn ra từ nay đến ngày 26 tháng 4 năm 2022, các thuê bao khi tham gia chương trình trên ứng dụng My Mobifone có cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn như điện thoại iPhone 12, tai nghe AirPods thế hệ 3, hàng ngàn mã thẻ cào, điểm thưởng MyPoint. Bên cạnh đó, trong suốt tháng 4 năm 2022 này, Mobifone tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi nạp thẻ, cộng data, ưu đãi về giá cước. Hiện Mobifone chú trọng phát triển các tính năng số đem lại tiện ích cho người dùng với các sản phẩm như ứng dụng quản lý tiêu dùng My Mobifone, ví điện tử Mobifone, hệ sinh thái tài chính MobiFone Money. Hệ sinh thái tài chính số VNPT Money, đơn giản, an toàn, tiện lợi.